Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Là một người làm nội dung về khủng long thì tôi thường xuyên nhận được những câu hỏi về khủng long, nghiêm túc có mà bựa bựa cũng có. Bản thân tôi cũng có rất nhiều câu hỏi về khủng long mà tôi phải tự đi tìm câu trả lời ở các tài liệu trên mạng. Và như tựa đề video thì một trong những câu hỏi mà tôi thường nghĩ đến nhất là khủng long có tóc hay không? Thật ra thì câu hỏi này bắt đầu từ một hình meme ở trên mạng, trong đó nói rằng vì tóc không thể hóa thạch nên chúng ta không thể loại trừ khả năng khủng long sở hữu một mái tóc như Dan Trường, Khá Mảnh hay các thành viên của nhóm nhạc HKT. Nói cho ngay thì tôi đã từng cố gắng đưa ra câu trả lời trong một vài video ngắn cũng như trong các bài viết trên trang web Mê Khủng Long. Tuy nhiên do thời lượng không đủ cũng như mức độ tiếp cận còn hạn chế nên vẫn còn khá nhiều bạn tiếp tục đặt ra câu hỏi này cũng như sử dụng các hình meme như trên trong các bài post và video của Mê Khủng Long. Vậy ngày hôm nay tại sao chúng ta không thử tìm hiểu một cách nghiêm túc câu hỏi hài hước này? Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Trước tiên, chúng ta hãy giải quyết vấn đề đầu tiên trong những bức hình meme quen thuộc về chuyện tóc tai của khủng long. Đó là tóc có thể hóa thạch hay không? Tóc về cơ bản là một dạng lông mao của động vật có vú, khác với lông vũ ở các loài chim. Chúng ta vẫn thường biết rằng hóa thạch phổ biến nhất thường là xương của động vật, nhưng mẫu hóa thạch có dấu vết của những bộ phận khác được tạo thành từ mô mềm hoặc lông, cả lông mao lẫn lông vũ thì thật sự rất hiếm gặp. Tuy nhiên hiếm chứ không phải là không có. Mô mềm như da, thịt, rồi lông mao, lông vũ hoàn toàn có thể hóa thạch nếu gặp điều kiện bảo quản đúng. Có một điều đặc biệt là hóa thạch lông mao hiếm hơn hóa thạch lông vũ đến 5 lần, theo các nhà khoa học. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch lớn này có thể có hai khả năng. Một là sự khác biệt về thành phần cấu tạo khiến lông vũ dễ hóa thạch hơn lông mao. Hai là do lông vũ khi hóa thạch sẽ dễ nhận diện hơn là lông mao, vốn gồm rất nhiều cọng lông nhỏ và các nhà cổ sinh vật học sẽ dễ thu thập hóa thạch lông vũ hơn. Bằng chứng về sự hóa thạch của lông mao là những mẫu vật động vật có vú với dấu vết của lông mao rất cổ, chẳng hạn như Volaticotherium, một chi động vật có vú biết lượn sống cách đây 164 triệu năm, có niên đại tương đương Volaticotherium là Castorocauda, một chi động vật có vú sống bán thủy sinh, còn được gọi là hải ly của kỳ Jura. Hóa thạch của nó cũng có dấu vết của lông mao, được các nhà khoa học cho là cách để chúng giữ ấm cho cơ thể khi bơi dưới nước, thậm chí là có những vật như Eomaia, có niên đại khoảng 125 triệu năm, với hình dạng của bộ lông hóa thạch vẫn gần như được giữ nguyên. Như vậy thì hóa thạch của lông mao cổ nhất được chúng ta tìm thấy cũng đã có niên đại lên đến hơn 160 triệu năm và có thể còn những mẫu vật cổ hơn đang chờ được chúng ta khám phá. Các nhà khoa học thậm chí còn dự đoán rằng lông mao đã hiện diện trước đó đến hơn 100 triệu năm và do đó, lông mao có thể có niên đại gần như tương đồng với thời đại khủng long, thời kỳ mà khủng long xuất hiện và dần dần chiếm vị thế quan trọng trong các hệ sinh thái trên trái đất. Điều đó có nghĩa là nếu một con khủng long nào đó có tóc, tóc này hoàn toàn có thể hóa thạch chứ không như điều mà các hình meme khẳng định. Tóc không thể hóa thạch. Vậy rốt cuộc thì khủng long có thể có tóc hay không? Cho đến nay, lông mao được biết đến như là một đặc điểm chỉ riêng động vật có vú mới có, ngoài ra không hiện diện ở những nhóm động vật khác. Lông mao cùng với lông vũ đã tiến hóa vào thời điểm khá lâu sau sự chia tách của hai nhóm Cynapsida và Sauropsida từ tổ tiên chung là một nhóm động vật có màng ối cổ đại. Vì thế, khả năng khủng long có lông mao hay tóc cũng giống như khả năng động vật có vú có lông vũ hay không vậy. Bạn có thể tự tin nói rằng khủng long không có tóc với bất kỳ ai mà không sợ sai và cho những hình meme nói trên vào thùng rác được rồi. Nhưng nếu bạn vẫn muốn tiếp tục vui vẻ thì hãy đặt câu hỏi, không có tóc nhưng có thứ tương tự như tóc được không? Như chúng ta đã biết, nhiều loài khủng long phi điều cũng như hậu duệ của chúng là chim sở hữu lông vũ. Lông vũ này về mặt công dụng có rất nhiều thứ để nói, chẳng hạn như để hỗ trợ cho việc bay lượn, để giữ ấm, cũng có thể để ngụy trang. Hay ở một số loài chim có thời gian hoạt động dưới nước nhiều thì lông vũ còn có tác dụng giữ cho cơ thể của chúng khô ráo khi phải ngâm mình trong nước thời gian dài. Và một trong những công dụng quan trọng nhất của lông vũ đã phát triển theo thời gian, song hành cùng sự tiến hóa của khủng long phi điểu chính là để trang trí và khoe mẽ. Sự trang trí bằng lông vũ có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp các cá thể cạnh tranh trong mùa sinh sản, cũng như nhận diện lẫn nhau trong môi trường sống. Theo các nhà khoa học, lông vũ có thể là một cách để sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài diễn ra hòa bình hơn. Khi chưa có lông vũ còn ít hoặc là chưa sặc sỡ, các loài khủng long như bạo long ưa cạnh tranh bằng các phương thức bạo lực hay nói cách khác là giao lưu võ thuật,
chàng như chúng có thể cắn vào mặt nhau để thể hiện sức mạnh với đối phương. Tuy nhiên, khi lông vũ đã phát triển, trở nên đa dạng và sặc sỡ hơn thì sự cạnh tranh lại chuyển sang so sánh xem thằng nào có lông đẹp hơn thì thằng đó thắng. Đó quả là một phát minh tuyệt vời của tự nhiên. Và để trang trí thì khu vực đầu là một trong những khu vực dễ thấy nhất bởi nó nằm ở vị trí cao nhất của cơ thể. Còn gì rõ ràng hơn là đặt những gì đẹp nhất của bạn ở khu vực này. Chính vì thế, ở nhiều loài chim, hậu duệ của khủng long phi điểu và bản thân chúng cũng được khoa học coi là khủng long. Chúng ta thấy chúng có phần lông đầu hết sức đặc sắc, chẳng hạn như chim diều ăn rắn hay còn gọi là chim thư ký. Chim công đực dù có cái đuôi nổi bật nhưng ở đầu cũng có chòm lông để làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng. Ở con người thì tóc cũng có vai trò thể hiện cá tính, thì ở chim phần lông đầu của chúng cũng có phần nào tác dụng tương tự. Thậm chí là loài chim hoàng yến có tên gọi tiếng Anh là Gloucester Canaries, người nơi có thể lai tạo để cho ra những con chim sở hữu quả đầu cắt moi cực kỳ độc đáo, không khác gì mái tóc của con người. Khủng long phi điểu, do nó cũng có thể sở hữu những mái đầu ấn tượng không kém hậu duệ của chúng. Chỉ có điều chúng ta khó biết được chúng ấn tượng đến mức nào, vì đơn giản là những vẻ đẹp như thế khó được bảo quản trong hóa thạch. Không chỉ có lông vũ, ở khủng long cũng có thể tồn tại những cấu trúc khác giúp cho cái đầu của chúng trở nên ấn tượng hơn. Nếu bạn từng quan sát nhiều hóa thạch hộp sọ của khủng long, bạn sẽ thấy chúng có nhiều chi tiết trang trí bằng xương khác nhau. Từ những chiếc sừng của Triceratops, những chiếc mào giống kiểu tóc mohawk của khủng long mỏ vịt, cho tới những cây bướu và u nhỏ được bao phủ đầu của khủng long bạo chúa. Và trong số đó có thể có một dạng trang trí được làm bằng những sợi keratin, một thành phần quen thuộc trong móng tay và tóc người. Những cấu trúc này có thể được sử dụng như một cách để ra hiệu hoặc thông báo cho nhau giữa các cá thể trong cùng một loài. Mới cách đây không lâu thì các nhà khoa học đã hoàn thành việc nghiên cứu và mô tả một loài khủng long mới thuộc nhóm hậu đầu long có niên đại khoảng 68 triệu năm trước. Cũng giống như các loài hậu đầu long khác thì loài khủng long mới được đặt danh pháp Platytholus clemency này sở hữu hộp sọ hình vòm tròn như quả bóng và rất dày. Hóa thành được khai quật vào năm 2011 tại tầng Hell Creek ở bang Montana. Dựa trên kết quả chụp cắt lớp và phân tích hiển vi trên các lát cắt dọc của hộp sọ, các nhà cổ sinh vật học Mark Goodwin thuộc Đại học California Berkeley cũng như nhà cổ sinh vật học Jack Horner tại Đại học Chapman đã kết luận rằng chiếc hộp sọ này có thể từng mang một lớp sợi cứng làm bằng keratin, giống như một chiếc bàn chải. Dù chưa thể phục dựng chính xác hình dạng của lớp sợi cứng này, Goodwin vẫn tự tin rằng chúng thật sự hiện diện ở đó, bởi theo ông, động vật thay đổi hoặc sử dụng các đặc điểm nhất định, đặc biệt là trên hộp sọ cho nhiều chức năng khác nhau, có thể là để trang trí hoặc tương tác xã hội, tương tác sinh học cần đến sự giao tiếp bằng ngoại hình. Bằng chứng của những cấu trúc thẳng đứng mọc trên đầu con khủng long là dấu vết của các mạch máu nằm trong hộp sọ, kết thúc một cách đột ngột ở bề mặt của vòng hộp sọ. Trong trường hợp phía trên là một lớp vỏ keratin giống như ở Triceratops, những mạch máu này sẽ lan rộng ra khắp mọi hướng thay vì kết thúc theo kiểu vuông góc như vậy. Do đó, rất có thể những mạch máu này được sử dụng để nuôi dưỡng những sợi cứng có cấu tạo từ keratin. Keratin cũng là một thành phần quan trọng của tóc người, do đó cấu trúc này cũng có thể coi là mái tóc của khủng long Platytholus clemency. Trên thực tế, có lẽ không chỉ Platytholus clemency sở hữu đặc điểm này, những chi khủng long hậu đầu long khác như Pachycephalosaurus hay Spherotholus cũng có những mạch máu được sắp xếp theo kiểu tương tự. Dù vậy, keratin từ công hóa thạch, nên chúng ta không thể biết chính xác hình dạng và màu sắc của mái tóc ở các loài hậu đầu long. Goodwin cũng lưu ý thêm rằng, hình dạng vòm đầu của hậu đầu long thay đổi qua quá trình trưởng thành của con vật, càng trưởng thành thì cái đầu của chúng càng trở nên nổi bật và được trang trí phức tạp. Điều này chứng tỏ những cấu trúc sợi cứng từ keratin có thể góp phần vào việc thu hút lẫn nhau trong mùa giao phối, chẳng hạn như giúp con đực gây ấn tượng với con cái, lại là một đặc điểm khác cũng khá giống với mái tóc ở người. Mái tóc của khủng long có thể có màu sắc tươi sáng, sặc sỡ, thậm chí là thay đổi màu sắc theo mùa. Nói tóm lại thì khủng long có thể không sở hữu mái tóc làm từ những sợi lông mèo giống như con người, bởi đó vốn là đặc trưng của động vật có vú. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn có thể sở hữu những yếu tố trang trí giống như tóc của con người, có thể làm bằng lông vũ hoặc những sợi keratin cứng. Hình dạng của chúng cho đến nay thì chúng ta chưa thật sự biết được, nhưng đừng loại trừ khả năng chúng cũng sặc sỡ và đẹp đẽ không khác gì những mái tóc của con người hiện đại. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi các video mới trong tương lai của kênh Mê Khủng Long TV các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh.